Chúa cùng anh chị em. Và cùng nhau. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá. Bây giờ các con hỏi người rằng: thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến? Người phán: các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối, vì chưng sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: chính ta đây, và thời giờ đã đến gần. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu. Bây giờ người phán cùng các ông rằng: dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch, đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù. Điều các con đến trước mặt các vua chúa, quan quyền vì danh Thầy, các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thế nào, vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan. Mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đủ, các con sẽ giữ được linh hồn các con. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, lời Chúa ngày hôm nay thật đáng quý cho chúng ta, bởi vì lời Chúa nhắc đến một sự thật mà nhiều khi chúng ta không muốn nhắc đến, không muốn nhớ đến. Đó là cuộc sống của chúng ta sẽ có ngày chấm dứt. Ta sẽ làm gì đây? Cuộc sống của chúng ta sẽ chấm dứt, có phải là mất hết không? Thưa là không. Với niềm tin, chúng ta tin rằng sự sống chỉ thay đổi chứ không mất đi. Ngày chúng ta nhắm mắt xuôi tay là ngày chúng ta bước vào một thế giới mới, một sự sống mới. Và thế giới đó, sự sống đó như thế nào, nó tùy ở nơi chọn lựa của chúng ta trong cuộc sống bây giờ đây. Gieo quả thì gieo, trồng cây thì hái quả. Bài đọc 1 nói với chúng ta về cái ngày cuối cùng. Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa. Tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy sẽ đến thiêu đốt họ và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả. Chúa các đạo binh phán như vậy. Đó là với những người đã không chọn Chúa, đã chọn sự dữ cho cuộc sống của mình ở đời này. Còn ngược lại, phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh ta, các ngươi sẽ được mặt trời công chính mọc lên, mang theo sự cứu chữa trong cánh người, và hạnh phúc đời đời dành cho những ai kính sợ Chúa. Mỗi người cần có một lẽ sống, và lẽ sống đó không phải là chỉ quyết một lần là xong, mà phải kéo dài trong từng ngày sống của mình. Tấm gương ở Thánh Tự Đào nói với chúng ta về cái chọn lựa của chúng ta
các người đã chọn theo Chúa, kể cả phải chết. Và không phải chết một lần mà là chết nhiều lần. Một cái chọn lựa lớn lao của các ngài để mà chết vì dân Chúa đã được khơi dậy, đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong suốt cả cuộc sống của các ngài. Để rồi cuối cùng khi cần một chọn lựa quyết định thì các ngài mới có đủ sức để mà chọn Chúa. Một học sinh cả đời tất nhiên đã dốc lòng học đi, nhưng mà ngược lại sẽ có cám dỗ ngủ đi, và tất nhiên không thể là cứ chiều theo cái tính ngủ, chiều theo tính chơi, để rồi cuối cùng dốc lòng một cái, quyết định một cái, khi mà kỳ thi đến mà được đâu. Phải một người chăm chỉ học ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác. Cũng như vậy, sức khỏe của chúng ta, nhất là nhiều người đã lớn tuổi rồi, biết rằng mình không thể đến lúc trước khi chết, giả dụ như mình biết được đi, trước khi chết một năm thì mình giữ gìn sức khỏe mà không phải giữ từ bây giờ. Và tấm gương của các thánh tử nào để lại cho chúng ta nhiều sự chọn lựa, có được mà cũng có mất. Có lúc tưởng là mình sẽ chiến thắng dễ dàng, nhưng mà rồi phải nói được cái chiến thắng được phút cuối là từ những chiến thắng trong cả cuộc đời của chúng ta bây giờ đây. Lúc đó có một ông Gioan Hào là trùm họ, và ông Phêrô Ngoan tỏ ra mạnh mẽ can trường như bảy anh em trong sách Nga Ca Bê. Ông Trùm Hào bị đòn 82 lần, 3 lần bị đòn 82 roi, nên ông lúc đó đau quá rồi tự nhiên sợ để mà bước qua thập giá. Thế nhưng mà khi lính mở gông, mở xiềng tha cho ông giật mình bừng tỉnh dậy và nói thẳng với quan: không cố ý làm như thế. Thế rồi ông xin nghỉ vài ngày để lấy sức, rồi sẽ tiếp tục chịu mọi cực hình. Quan giật lắm, nhưng mà cũng không dám đụng đến ông nữa, vì cả thân ông lúc đó có thể nói được là thương tích đầy mình, đụng đến là sợ chết. Quan tức giận mới nói: mày là thằng dân ăn cơm của đức vua mà lại chống lại đức vua, thì mày phải chết. Mày dám nói là có thiên đàng, có hỏa ngục, có Chúa trời đất, mày phải chết. Thì ông Gioan Hào vừa mới bước qua thập giá rồi giật mình mà trở lại đó, mới thưa: đạo Thiên Chúa là đạo của cha mẹ tôi sẽ trung thành cho tới chết. Đạo này dạy tôi có ba đấng mà tôi phải tùng phục. Đấng thứ nhất là Chúa trời đất, mắt tôi không thấy nhưng tôi biết người qua những việc người làm. Đấng thứ hai là đức vua, tôi vâng phục trong việc đóng thuế, nghĩa vụ quân sự và bảo vệ an ninh trật tự trong làng. Tôi được phép làm điều gì? Tôi không được phép làm điều gì trái luật quốc gia, nhưng cái luật cấm theo đạo Chúa trời đất tôi sẽ không tuân, vì đó là tội xúc phạm đến vua trên hết các vua, và cũng là điều vô ơn với cha mẹ tôi. Các ngài đã sinh dưỡng tôi trong đạo này. Sau Chúa trời đất và đức vua, cha mẹ là đấng thứ ba mà tôi phải hiếu thảo yêu mến và vâng lời. Tôi thà chết chứ không bỏ đạo của tôi. Rồi đến ông Phêrô Ngoan trước tòa quan, ông Ngoan ngẩng đầu thật hiên ngang, khiến các quan phải thì thào với nhau: xem kìa, hắn đâu có sợ ai. Trong 3 lần bị tra tấn, ông chịu tất cả 80 roi đòn. Quan hỏi: anh có phải là đạo trưởng không mà cứng đầu cứng cổ như vậy? Đạo trưởng tức là linh mục đó. Phêrô Ngoan trả lời: tôi chỉ là người thờ làm ăn đồ Nhật, nhưng tôi không bao giờ bỏ đạo của tôi. Đây là câu chuyện về các tín hữu mà không có được phong thánh đâu, bởi vì không có đủ tài liệu để xác nhận. Dù vậy thì con số các cha ông chúng ta
đã bỏ mình, đã chọn Chúa thay vì chọn cuộc sống của mình, dũng cảm hiên ngang, phải nói được là một cái sức mạnh lôi kéo rất nhiều người lương dân lúc đó tin theo đạo. Và không chỉ là cái chuyện làm chứng như vậy, mà còn trong cuộc sống, chắc chắn một điều là các ngài đã giữ đạo rất triệt để, cái chữ mến Chúa và yêu người thì 100%. Và vì thế mà chúng ta thấy một điều rất là đáng lấy làm ngạc nhiên, là trong suốt 300 năm bị bách hại liên tục, từ lúc còn là con số một vài ngàn, một vài chục ngàn, mà rồi sau 300 năm bách hại, con số những người tin vào đạo lên đến con số triệu, nhiều triệu. Chỉ có một điều đáng cho chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, khi không còn bắt đạo nữa, ta tưởng rằng là đạo sẽ được phát triển, nhưng mà không. Lúc bị bắt đạo, người ta giữ đạo thật kỹ, không chỉ là chết vì đạo mà còn sống đạo triệt để, sống đạo mến Chúa yêu người. Còn khi mà không còn bắt đạo nữa thì đây là một cái đáng cho tất cả mọi người đừng bảo tại ai mà hãy bảo tại mình, là không sống đạo. Cho nên cái con số tân tổng mỗi năm chỉ tăng lên, cứ gọi là không đáng kể so với cái hội bị bắt đạo. Và chính vì thế mà đời Chúa mời gọi chúng ta theo Chúa thì có Chúa ở cùng, và lúc đó chúng ta được cả đời này, được cả đời sau. Đời này thì hạnh phúc, được sống trong tình yêu thương nhau, và đời sau thì Chúa đã hứa là sẽ được hạnh phúc nước trời đời đời chẳng cùng. Và với những người đã theo đạo, sống niềm tin, thì Chúa cho biết trước người ta sẽ tra đen bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, vân vân. Ngày nay cũng vậy, nhiều khi chúng ta bị cái cám dỗ là người ta sống gian tham, người ta sống thù hận, hòn đất ném đi hòn chỉ ném lại. Nếu mà mình không sống như vậy thì mình sống làm sao nổi? Người ta ăn gian, người ta sống, mình cũng phải ăn gian. Là rốt cuộc chúng ta lại chọn đời này chứ không chọn đời sau nữa. Và bài đọc 2 chúng ta thấy Thánh Phaolô trách một số các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca khi nghe, khi tin rằng là không có, tức là có đời sau và đời này gần đến tận thế rồi. Một người mà khi biết mình sắp chết chẳng hạn thì sẽ cố gắng mà sống tốt, phải không? Thế nhưng mà rồi các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca có những người khi biết rằng, tin rằng là không còn sống được bao lâu nữa đâu thì buông xuôi. Và Thánh Nhân đã nói với các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, nếu ai không muốn làm việc thì đừng có ăn. Câu này không phải dành cho những người lười ngày xưa, mà dành cho tất cả chúng ta ngày hôm nay đây. Ở chỗ nào? Thưa rằng chúng ta sống đạo là sống trong từng giây phút của cuộc sống chúng ta, trong từng suy nghĩ, từng lời nói, từng việc làm. Nếu như bây giờ có một chỗ nào trên thân thể ta mà nó bị thương, ta lo ta chữa ngay. Bị một cái buồn thì chữa ngay. Nhưng mà có những cái tật xấu nào đó mà ta thôi mặc kệ nó, chứa làm gì? Thì kể như là ta coi thường cái sự sống của chính mình rồi. Và nếu một người nói 1.000 câu trung thực, chỉ cần nói một câu gian dối là người ta biết được, thì phải nói được người đó đánh mất cái nhà, cái kho lâu đài mình đã xây bao lâu nay. Một người mà cứ người đó nói là tin, là một người nói có lúc tin có lúc không, khác nhau xa. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã yêu thương ta và sống đạo thì mới có thể chết vì đạo được. Và người ta ngày xưa chết vì đạo, và ngày nay chúng ta chết
trong cuộc sống của mình. Và hai cái chữ của nhà thờ mời gọi tất cả chúng ta sống cái điều đó, tức là giết cho cái tôi của mình. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Vì ta là con Chúa, đơn giản lắm. Tôi có thành tín trong mọi lời tôi nói, có đầy yêu thương trong mọi việc tôi làm không?